Em xin chào mọi người nhé. Vì trong ngày hôm nay em lại chia sẻ với mọi người cái cách để làm sạch cái chân giò, đặc biệt là để chặt chân giò nhé, chặt thành khúc khúc để chúng ta nấu bún và hầm các cái rau củ quả. Thì như thế này, bà xã của em đang là kho. Nếu mà chuyện mình xào chả cầy á, thì ở miền Nam thì em biết, nhưng ở miền Bắc thì em cũng như nhiều người cũng hay ăn cái chân giò heo nấu chả cầy, kiểu nấu thịt chó. Thì cái đó thì mình phải khò vàng, nên khò cái da nó càng cháy càng tốt, hoặc là mình thui rơm, cái khò thì nó tiện hơn. Thì mình khò vàng cái da lên để mình cạo cái lớp bên ngoài đi cho nó vàng vàng, nhìn nó mới ngon hấp dẫn. Thì cái này thì em đặt quán bún, người ta đặt em làm, thì mình chỉ thui sạch sẽ, làm móng rồi cạo lông, gọi là làm sạch sẽ rồi trả ra cho người ta. Cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Một bình ga đó nó làm được rất là lâu, thì nó chỉ có 10.000 thôi. Thì mình khó cũng được rất là nhiều lần. Như mọi người thấy ấy, thì khi mình khó móng, cái móng nó cháy rồi thì chỉ cầm cái tay bẻ một cái là nó tụt ra thôi. Rất là dễ. Đại khái là em chỉ thu như vậy thôi, xong rồi mình tiến hành rửa, mình cạo cạo móc những cái ở trong các cái kẽ móng á, nhiều khi cái lông rồi cái da cáy nó chưa có ra được thì mình cạo để mình làm cho nó sạch đi. Vì khi mà ở cái quán bún á, thì mọi người đi ăn bún bún đặc biệt là bún giò heo, bún riêu á, thì người ta hay cho cái giò heo vô. Thì cái quán nào cũng vậy thôi, ngon thì ngon, nhưng mà khi mà mình gặp cái miếng giò mà giò heo mà nó đang còn lông không thì mình rất là ngại ăn, rất là sợ. Thì như em đây thì ngày nào em cũng làm như vậy, tại vì mấy cái chị bán bún này, cái chị này chị quen với nhà em lâu rồi, nói chung là chị lấy đồ của nhà em không à, chân giò đồ ấy. Thì cái mình làm như thế này thì cũng là một chút cái công mình bỏ ra để mình làm cho người ta theo cái yêu cầu của người ta, là mình chặt, mình làm sạch sẽ rồi mình chặt cho người ta luôn. Thứ nhất là người ta không có quen tập, thứ hai nữa là người ta cũng không có thời gian ấy. Thì giá thành thì nó cũng như vậy thôi, nó cũng như nhau thôi, chẳng qua là mình bớt chút một thời gian, bớt chút một chút thời gian để mình làm sạch sẽ, mình chặt cho người ta thôi. Thì đấy cũng là một cái gọi là cái ưu thế để cho khách người ta gọi là tin dùng ở mình. Thì bình thường em làm một con ấy thì nó có 4 cái chân thì chị kia chị lấy hết, thì lâu lâu có bữa thì chị lấy lại 2 chân, thì còn 2 chân thì lại cái chỗ khác người ta lấy. Thì hiện tại thì cũng rất là nhiều quán bún rất là muốn lấy chân giò của em, nhưng mà không có để bỏ mọi người, tại vì đi lấy ở chợ về thì cái giá thành thì cũng có thể nó như vậy thôi, nhưng mà nhiều khi là cái chân giò nó đang còn lông lá, nó đang còn dơ lắm, về phải ngồi thui rồi cạo, phải làm mất thời gian nhiều á. Người ta nấu bún thì đêm hôm phải dậy sớm mà phải có thời gian đấy, cho nên là nhiều người rất thích lấy của em nhưng mà không có. Khâu lấy thường thì bà xã em làm, tại vì á xương đồ thứ mình cũng chặt hết. Khách đến mua thịt thì chẳng hạn như mua xương mua đồ là yêu cầu mình chặt, đó là mình chặt luôn, mình chặt, chặt nhỏ ra là chỉ việc về ví dụ rửa là nấu thôi. Đấy. Kể cả thịt cũng thế nhé, thịt thì khách ở ưng sái mình thái luôn, đó, mình thái từng miếng rồi về họ khỏi mất công sái ấy. Cho nên là nhiều cái khách mối của em thì cứ mỗi lần mà lấy thịt lấy xương đồ là cứ dặn là chặt sẵn rồi hay là sái sẵn rồi người ta bỏ bọc, thế về người ta chỉ việc có rửa lên người ta bỏ lên xào nấu thôi. Thì ai yêu cầu thì mình làm, còn không thì mình để, thì nó cũng không tốn bao nhiêu thời gian cả, mình chịu khó thêm một chút nữa nhưng mà coi như mình chiều lòng khách ấy. Đó. Nhiều nhiều ở chỗ em ấy, nhiều nhiều khách mà đi đến quán bún ăn ấy. Tại vì em cũng thấy mấy chị bán bún thì cũng có nói là khách họ tới họ hỏi rồi chân giò hay là xương đồ nấy ở đâu á, tức là nếu mà người ta kiểu như là ăn tin rồi ấy, người ta bảo là thế mà lấy ở trên bên nhà em ấy, thì người ta ăn bún luôn, thế mà lấy ở chợ là người ta không có ăn. Thì bây giờ đến cái khâu chặt này, cái này nó rất là quan trọng này mọi người, thì nó cũng không có cái gì khó đâu, mình chỉ việc chặt thôi, nhưng mà không quen ấy thì rất là khó chặt. Thì nhưng như vừa sáng em chặt thì mọi người thấy chặt rất là chuẩn, chặt nhất nào ra nhất đấy luôn, nó chặt từng cùng khoanh như thế. Cái dao chặt xương của em đặt nó nặng khoảng cây cây nhẹ nhất thì chín chín lạng,
cây nặng thì khoảng 1,4 kg thì nó rất là nặng. Bây giờ em cầm cây chín hạn thì nó cũng nặng, còn 1,4 kg thì nó nặng nặng hơn nữa, nhưng mà thật sự mình cầm nó rất là đuối tay, nhưng mà khi mình chặt đấy thì nó rất là sướng. Nó không như cái con dao mà mình làm nhẹ quá thì chặt chương nó bị bay dao ấy, nó không có đầm dao. Đấy, này, em làm sạch sẽ, em chặt chẵn là như vậy luôn. Thì cái này chặt dày hay mỏng, cái khoanh to hay nhỏ thì tùy thuộc vào khách người ta yêu cầu nhé. Ví dụ như là người ta thích nhát to thì mình chặt to, còn người ta yêu cầu chặt nhỏ. Bởi vì chặt như vậy thì để chia cứ một tô bún thì là một khoanh như vậy. Thì cái cục bắp thì mình sát riêng nó ra, cũng xé từng cục một. Đó, căn một miếng như vậy là cứ theo một tô bún là một miếng đấy. Lâu rồi thì cũng dần dần rồi cũng hạn hẹp ý tưởng mọi người ạ. Em cũng chẳng biết lời ra video như thế nào nữa. Thì trên kênh thì cũng có đầy đủ hết rồi. Các bác nào đang theo dõi video của em thì và trong kênh của em bấm danh sách phát bấm video tổng hợp thì sẽ có rất là nhiều những cái video có đầy đủ hết, em chia sẻ hết ở trên kênh rồi. Còn còn điều gì thắc mắc mà các bác muốn em chia sẻ thì các bác cứ thả bình luận ở bên dưới giúp em nhé. Nếu thấy video của em hay thì like cho em một lượt nhé, được thì chia sẻ cho em một lượt thì càng tốt. Ai đang theo dõi video của em thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho em với ạ. Đó nhà em chặt rất là siêu. Không quen không chặt được đâu nhá. Tại vì á em không có chuyên về cái khâu chặt khâu này, cho nên là khi mình chặt đấy thì mình chặt không có chuẩn được như bà xã em chặt đâu. Tại vì bà xã em bà ấy chặt cái này bà ấy làm chắc cũng cả mười mấy năm rồi, cho nên là quen cái tay rồi ấy. Căn từng miếng miếng rất là chuẩn. Đấy, đây là cái nguyên do mà nhiều người ở quán bún họ thích rất là thích lấy đồ của nhà em về nấu, bởi vì thứ nhất là mình đã làm sạch, thứ hai là mình chặt sẵn là như vậy luôn, người ta chỉ về việc nấu thôi. Sạch ở đây cũng không phải là mình làm ẩu đả, mình làm rất là đồng hoạt. Một nhát chân giò ví dụ như mà bỏ vô tô bún đấy thì nó rất là sạch sẽ rồi, nó không còn một sợi lông như, như nhiều chỗ thì mình đi ăn bún ấy. Chả hiểu người ta làm chân giò mà thui người ta cạo kiểu gì mà nhiều khi nó vẫn còn lông, nhìn nó sợ lắm. Ở chỗ các bác thì không biết là người ta có chuộng cái món bún hay không, nhưng mà ở trong Nam ấy thì cái món bún nó có mấy loại, bún bún bò Huế này, rồi bún giò heo này, bún riêu cua nhưng mà vẫn phải có một nhát giò heo nhé. Thì đồ ăn sáng ấy thì người ta hay ăn cái món đấy bởi vì nó rất là tiện, nó dễ ăn. Phở đồ thì này, ở trong Nam người ta lại không chuộng bằng ở ngoài Bắc. Ngoài Bắc thì chủ yếu là phở người ta chuộng hơn. Tại là cái này là cái xương cốt lết này. Em cái này thì em cũng chặt sẵn ra như vậy từng miếng miếng luôn, rồi mình khi mình đi bán thì mình để một đống như vậy, khách từng miếng nào thì lựa lựa ra đủ ký, ví dụ như mua ký thì lựa đủ ký cân thôi. Đó, chặt từng miếng như để đủ nấu. Tại nhiều khi tại vì khi mình đưa xuống ấy, khách người ta chọn từng vài cục, ví dụ vậy đi mua ký thì chọn 2-3 cục vậy, xong rồi về người ta cũng không có dao giống như mình, không có thớt đồ như mình nhé, người ta lại yêu cầu mình chặt luôn. Khi mình đang đứng ở dưới chỗ bán thì nó mất thời gian chặt đấy, cho nên là em chặt sẵn luôn. Thì khi mình bỏ vô một đống vậy, ai thích lựa cục nào thì lựa, thì một cục như vậy là mình chặt ra là vừa ăn rồi đấy. Về mình cái rửa sạch sẽ đi cái này mình cho mình hầm mình nấu thôi. Cái này là cái xương cốt lết đó. Thế bây giờ em chặt hay không? Chặt chưa? Mà giống như chặt cây chuối, bằng cây chuối. Không quen khó làm lắm đấy nhá. Và trên đây thì tất cả nó cũng xong rồi, chân giò đồ thứ này em đã chặt sẵn rồi, thì chút xíu nữa là người ta lên người ta lấy về người ta cướp gia vị người ta nấu. Đó, nó có sẵn như vậy luôn. Rồi chắc em cũng kết thúc video tại đây thôi. Mến chúc mọi người xem video vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người trong những video sau của em. Em xin chào và tạm biệt ạ.